Chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Radio Phong Vân Mạng Đàm của Tinh Hoa TV. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả kỳ 5 của loạt bài Mạng Đàm Thế Sự. Xuân Thu Chiến Quốc Xuất Anh Hùng, Ngũ Tử Tư. Hôm nay, chúng ta sẽ đàm luận về trận chiến giữa Ngô và Sở diễn ra vào những năm cuối thời Xuân Thu và một trong những nhân vật nổi tiếng bậc nhất thời kỳ này, Ngũ Tử Tư. Trước khi bắt đầu câu chuyện, để giúp khán giả hiểu hơn về bối cảnh cũng như giải khai một số quan điểm sai lầm trong lịch sử, chúng tôi xin mạn phép thuật lại ngắn gọn tiến trình lịch sử Trung Hoa từ thời Ngũ Đế đến giai đoạn Xuân Thu Chiến Quốc. Trong lịch sử Trung Hoa có 5 vị thánh vương, từ Hoàng Đế, Chuyên Húc, Đế Cốc cho đến Nghiêu và Thuấn, gọi chung là Ngũ Đế. Những sự tích về họ đều được ghi chép trong Ngũ Đế Bản Kỷ thuộc Sử Ký. Có một điều rất đặc biệt, chính là các vị Ngũ Đế không nhường ngôi cho con cháu mà thường nhường ngôi cho bậc hiền tài. Ví như vua Nghiêu nhường ngôi cho Thuấn, còn vua Thuấn thì nhường ngôi cho Vũ. Đại Vũ lại không nhường ngôi cho hiền sĩ mà truyền lại ngôi vị cho con trai của mình là Khải. Từ đây mở ra vương triều, một nhà độc chiếm thiên hạ đầu tiên của Trung Quốc, bắt đầu từ triều Hạ. Triều Hạ kéo dài tổng cộng 400 năm. Vị quân chủ cuối cùng của triều đại này là một quân vương vô cùng bạo ngược, tên là Kiệt. Về sau, triều Hạ đã bị Thành Thang lật đổ, rồi lập ra nhà Thương, kéo dài 600 năm. Những năm cuối của triều Thương lại xuất hiện một quân vương vô cùng bạo ngược khác, chính là Trụ. Thời đại Trụ Vương đã xảy ra rất nhiều biến động, khiến lịch sử rẽ sang một hướng mới. Câu chuyện về Trụ Vương và sự suy tàn của nhà Thương được kể lại trong cuốn tiểu thuyết thần thoại Phong Thần Diễn Nghĩa. Một số thành ngữ trong dân gian như trợ trụ vi ngược đều có liên quan tới thời đại đặc biệt này. Sau khi phạt Trụ, Vũ Vương đã lập ra nhà Chu. Nhà Chu là triều đại có thời gian trị vì lâu nhất trong lịch sử Trung Quốc, kéo dài suốt 800 năm. Khoảng thời gian đó lại chia thành hai phần. Khoảng 250 năm đầu gọi là Tây Chu, khoảng 550 năm sau đó được gọi là Đông Chu. Theo ghi chép lịch sử, thời Đông Chu lại chia làm hai giai đoạn. Đoạn thời gian từ năm 770 trước công nguyên đến năm 475 trước công nguyên được gọi là thời Xuân Thu. Từ năm 475 trước công nguyên đến năm 221 trước công nguyên được gọi là thời Chiến Quốc. Nhà Chu đã phong đất cho 800 chư hầu, gồm 3 bộ phận người như sau. 1. Là con cháu hoàng thân, quý tộc. 2. Là khai quốc công thần trong lúc thay triều đổi đại. Và 3. Là thần tử của triều đại trước đó. Sau khi được phong tước, họ phải đến biên giới lãnh thổ của mình mà xới đất lên rồi trồng cây thông tại đó. Động tác này gọi là phong. Vậy chữ phong là chỉ việc xới đất ở biên giới của mình lên mà trồng cây thông vào. Còn kiến thì sao? Khi một vị vương được thiên tử chỉ định làm người thống trị của vùng đất nào đó thì gọi là kiến. Vậy nên phong kiến trên thực tế là phong thổ kiến quốc. Trải qua hai triều đại, cuối cùng vào năm 221 trước công nguyên, nhà Chu bị Tần Thủy Hoàng gột thâu, thống nhất Trung Hoa về một mối, khép lại thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc. Nhà Tần thực thi chế độ quận huyện, không hề có chuyện sắc phong lãnh thổ để kiến lập tiểu quốc, cũng không có những thứ như chủ quyền, thu thuế, tài chính hay quyền bổ nhiệm nhân sự. Vậy nên, sau khi đến triều đại nhà Tần,
Trung Quốc trên thực tế là quốc gia trung ương tập quyền, không phải chế độ phong kiến như cách chúng ta vẫn gọi. Kể từ sau triều đại nhà Tần, một số vương triều cũng muốn khôi phục lại phần nào đó của thể chế cắt đất phong hầu. Lấy Lưu Bang làm ví dụ, sau khi kiến lập nhà Hán, đã sắc phong rất nhiều vương hầu cho những người khác họ với mình, trong đó Hàn Tín được phong làm Sở Vương. Nhưng sau khi xưng đế, Lưu Bang lại đấu tranh diệt trừ các vương hầu khác họ với ông, nên ông đã sắc phong cho rất nhiều vương hầu là con cháu của gia tộc mình. Nhưng cuối cùng, những vị vương hầu này cũng nối tiếp nhau làm loạn. Trở lại thời Xuân Thu Chiến Quốc, đây là thời kỳ xảy ra nhiều biến động to lớn trong lịch sử Trung Hoa, cũng là thời kỳ lịch sử mà các loại tư tưởng, học thuật và văn thần võ tướng vô cùng sôi nổi, cũng là thời đại trăm nhà đua tiếng. Giai đoạn này có một người tên là Ngũ Tử Tư. Đây là nhân vật có ảnh hưởng vô cùng to lớn trong lịch sử. Ảnh hưởng này phân chia hai phương diện. Phương diện đầu tiên chính là ảnh hưởng trong dân gian. Xã hội nhân loại có rất nhiều ngành nghề đều phải tìm ra một ông tổ. Ví như người ta tin rằng Trương Phi từng làm đồ tể, nên coi Trương Phi là ông tổ của nghề giết mổ. Trên thực tế, trong Tam Quốc Chí không hề ghi chép chuyện này. Chẳng qua đó chỉ là lời đồn thổi trong dân gian mà thôi. Vậy Ngũ Tử Tư thì là ông tổ của nghề nào? Trong sự ký viết rằng Ngũ Tử Tư trên đường trốn chạy, khi chưa đến nước Ngô thì đổ bệnh, giữa đường phải đi xin ăn. Còn có một số truyền thuyết kể rằng Ngũ Tử Tư ở đô thành của nước Ngô cũng đã từng thổi sáo xin ăn. Vậy nên những người ăn xin mới lấy Ngũ Tử Tư làm ông tổ nghề của họ. Đương nhiên, ảnh hưởng của Ngũ Tử Tư với xã hội Trung Quốc không phải nằm ở đó. Vào khoảng năm 500 trước công nguyên, Ngũ Tử Tư đã giúp đỡ nước Ngô xây dựng thành Cô Tô, cũng chính là thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô ngày nay. Tính đến nay cũng đã hơn 2.500 năm tuổi. Ngũ Tử Tư văn võ song toàn, quãng đời sóng gió rung trời chuyển đất của ông kéo dài gần 30 năm. Rất nhiều câu chuyện và thành ngữ đều có liên quan tới ông. Ví như vở Quan Văn Chiêu hay thành ngữ Đào Mộ Quốc Roi đều là những câu chuyện về ông. Ngũ Tử Tư vốn là người nước Sở. Sở Quốc là một quốc gia vô cùng rộng lớn, bao quát cả vùng Hồ Bắc, Hồ Nam của Trung Quốc. Tuy nhiên, Ngũ Tử Tư cả một đời lại phải gánh chịu rất nhiều bi kịch. Cha và anh trai đều bị chết oan. Bản thân ông cũng đã trải qua một thời kỳ trốn chạy vô cùng gian khó. Cũng chính từ đây mà dựng lập nên một đoạn lịch sử Ngô Sở tranh hùng, để lại nhiều câu chuyện đầy hào khí và bài học về đạo sự thế, quân thần, phụ tử. Vậy, Ngũ Tử Tư có vai trò gì trong trận chiến giữa Ngô và Sở cuối thời Xuân Thu? Chúng ta sẽ tiếp tục bàn về câu chuyện này trong kỳ tiếp theo. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Phong Vân Mạng Đàm của Tinh Hoa TV đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau.